Thưa quý vị, trong tuần qua, thông tin về mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, có số series bắt đầu bằng chữ P, tạm thời không được công nhận tại Đức, đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều bạn đọc cho rằng việc cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc của hộ chiếu mẫu mới là kịp thời. Tuy nhiên, về lâu dài nên có những giải pháp mới khác để thuận tiện cho dân hơn trong việc sử dụng hộ chiếu mới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng sẵn sàng cấp miễn phí xác nhận về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu của công dân. Tuy nhiên, về lâu dài, nơi cấp hộ chiếu nên thêm nơi sinh vào là cách tốt nhất, bởi cập nhật nơi sinh vào hộ chiếu sẽ thuận tiện hơn cho người dân, bạn đọc Ngọc Dầu cho biết. Cũng theo bạn đọc Duy Sơn, tạm thời giải quyết vướng mắc về nơi sinh trên hộ chiếu bằng giấy xác nhận nơi sinh là hợp lý, nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện nay người Việt Nam đi học tập du lịch ở châu Âu khá nhiều, và nếu người dân đến một quốc gia nào cũng phải làm đơn đề nghị xác nhận nơi sinh thì cũng hơi bất tiện. Khi cầm hộ chiếu đến các quốc gia khác, ai cũng muốn thủ tục nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng. Vì thế, tôi mong rằng ngoài giải pháp cấp thêm giấy xác nhận nơi sinh, cơ quan chức năng nên có thêm hướng giải quyết khác thuận tiện cho người dân Việt Nam mỗi khi ra nước ngoài. Bạn đọc Văn Tuấn chia sẻ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.